Xin chào các bạn, mời các bạn quay trở lại với kênh Tip Pro Canada. Hôm nay mình cho mọi người đi xem cái cảnh người ta trang trí Halloween bên này như thế này các bạn. Mời các bạn đi cùng với mình. Thấy là sợ luôn. Nó hơi nắng ấy. Họ cao to. Cao gần như gốc cây vậy ạ. Nguyên cả bộ xương người. Mà có bóng đèn nữa nha, bên đêm đẹp lắm đó. Hi. Yeah. Oh, come here. Okay, thank you. Tối là nó có đèn á. Nhà này trang trí rất chỉ là đơn giản này. Halloween rất chỉ đơn giản. Nhà này trang trí Halloween này. Cái kiểu đăng ký Halloween rất là kỳ quặc. Làm mấy cái bia 4, 5, 6 cái bia. Có nhiều chỗ nó đăng ký Halloween đẹp lắm. Có nhiều cái nhà nó đăng ký Halloween rất là đẹp. Phần đầu tư vẫn là nhà có trẻ thanh niên á, chủ chơi, chủ đầu tư. Nhà này đây, kế bên nhà này cũng là tương đối đẹp. Các bạn nhìn thấy lề cạnh Halloween ở bên này, bên tay trang trí như thế nào, các bạn nhìn thấy hai đẹp không? Halloween, Halloween người ta trang trí này rất chưa đơn giản. Cái nhà này là người ta, mình thấy cái nhà này trang trí Halloween rất chưa đẹp. Hôm trước mình thấy có cái hình một cái ma quỷ của nó rồi không biết. Đấy. Đa số có con nhện. Hôm đó mình thấy có cái hình cái nồi mình rất là to. Đây cái hình Halloween. Đó, nhưng mà trang trí là xương sóc không à. Nhìn nhìn mình thấy có mấy cái, hôm đó mình thấy có cái hình nồm, nồm rất chưa đẹp. Đấy, Halloween này. Trang trí xương người đang đánh cầu lông. Ý tưởng là hai bộ xương người, đây hình bộ, bên này hình bộ, bên này hình bộ, bên kia bộ là đánh cầu, là đánh cầu lông. Ý tưởng thật là cao.
có ông già kia nữa, có ông già ông ngồi trong cái gốc cây kìa. Đấy, cái này mà ở Việt Nam mà treo thế này mình đêm mà đi ngang qua thì chắc là bỏ chạy hết luôn đó. Con này có những cái này mà nhìn qua mà đi vô là nhìn là bỏ chạy luôn chứ đừng nói là đi ngang qua mà nhát là nhìn qua là phải nổi gió gà luôn đó. Nổi giá gà đó. Có những mình tay đây vừa này có hình nồm rồi này. Bữa đó con mình thấy cái hình này như nó treo trên cây á. Nhà thì trang trí đơn giản hơn. Đăng tí những cái sổ người với cái rồng. Nhà này thì trang trí Halloween thì rất là đơn giản. Chủ là mấy cái dây và cái sổ người. Có những sổ người là rất là nhiều. Các bạn nhìn thấy không? Trang trí là sổ người vậy thôi. Trong kia có mấy ông quỷ à? Quỷ nữa. Cái bộ xương người đang treo lơ lửng trên cây. Có một cái bộ xương dơi à? Xương dơi. Xương dơi hay xương yêu tinh thì không biết. Halloween. Đây là người ta trang trí Halloween. Ồ. Halloween đấy. Nhà này đăng ký Halloween này. Cái kiểu đây nhà này đăng ký Halloween rất là kỳ quặc. Làm mấy cái bia 4, 5, 6 cái bia. Có nhiều chỗ nó trang trí Halloween đẹp lắm. Có nhiều cái nhà nó trang trí Halloween rất là đẹp. Phần đầu tư vẫn là nhà có trẻ thanh niên á. Chủ chơi, chủ đầu tư. Nhà này đây. Kế bên nhà này cũng là tương đối đẹp. Các bạn nhìn thấy lễ cảnh Halloween ở bên này. Bên tay đang trí như thế nào các bạn nhìn thấy hay đẹp không?